Nam tài tử Hollywood Tom Cruise là một trong những tín đồ trung thành và nổi tiếng nhất của giáo phái Scientology, hay còn gọi là khoa luận giáo. Giáo phái này từng là tâm điểm chỉ trích của thế giới, một số nước còn coi đây là tà đạo, lợi dụng các thành viên để kinh doanh trục lợi. Khoa luận giáo hiện chưa được nhiều quốc gia nhìn nhận là một tôn giáo rõ ràng. Ngoại trừ Mỹ đã công nhận tư cách pháp nhân và được miễn thuế như các tôn giáo khác. Trụ sở của khoa luận giáo nằm ở bang Florida, Mỹ. Mặc dù giáo phái này không có quá đông thành viên nhưng lại sở hữu nhiều tín đồ là các ngôi sao nổi tiếng như Tom Cruise, John Travolta, Christy Olley. Để được gia nhập khoa luận giáo, các thành viên sẽ phải nộp khoản tiền khá lớn để leo lên từng bậc trên thang tín ngưỡng cho tới khi đạt được đích tối thượng là giải thoát. Quá trình này khiến mỗi người phải tiêu tốn ít nhất cũng $500,000. Và cứ càng nộp nhiều tiền, các thành viên lại càng có sức ảnh hưởng tốt trong giáo phái. Thậm chí có nhiều người còn bán nhà để quyên góp cho tổ chức này. Ngoài ra, những thành viên của khoa luận giáo còn được yêu cầu phải mua khoảng 300 cuốn sách, tham gia 3.000 bài giảng và 100 khóa học. Với việc đặt con người và trải nghiệm của chính con người làm trung tâm, nên khoa luận giáo chỉ trích kịch liệt các nhà tâm lý học, các bác sĩ tâm thần và có khá nhiều tư tưởng điên rồ. Thậm chí các thành viên của giáo phái còn nhiều lần gây tranh cãi bởi những phát ngôn vô căn cứ. Điển hình, nam tài tử Tom Cruise còn từng khẳng định tâm lý học, tâm thần học là giả khoa học, hay con người có thể rèn luyện khả năng ngoại cảm để điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ. Bên cạnh những tư tưởng điên rồ thì giáo hội này còn bị bóc phốt vì bạc đãi các tín đồ, yêu cầu các thành viên trong hội tách khỏi gia đình. Nhiều người còn bị bắt làm những công việc tay chân như lau chùi nhà vệ sinh, làm việc ca kéo dài đến 30 tiếng. Một số thành viên từng ở trong khoa luận giáo còn cáo buộc một số lãnh đạo cấp cao của giáo phái nhắm mắt làm ngơ với tình trạng lạm dụng quấy rối. Nhiều phương tiện truyền thông còn chỉ ra, đằng sau cuộc hôn nhân thất bại của Tom Cruise và Katie Holmes cũng có liên quan đến giáo phái này. Katie Holmes từ bỏ Tom Cruise vì lo ngại nam diễn viên bắt con gái Suri của hai người gia nhập khoa luận giáo, đưa con vào trại huấn luyện riêng biệt. Bản thân cô sợ rằng Tom sẽ biến con gái mình trở thành người cuồng tín khi phải học hành, giáo dục và cả huấn luyện từ giáo phái kỳ bí trên. Theo quy định của giáo phái, sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, thành viên giáo phái sẽ phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với gia đình, nên Tom Cruise buộc phải trở thành người xa lạ với con gái và vợ cũ. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao nam diễn viên không gặp mặt con gái nhiều năm nay. Vào được khoa luận giáo không dễ và việc thoát khỏi tổ chức này cũng gian nan không kém. Nancy Manny, một cựu giám đốc điều hành cấp cao của giáo phái, từng hé lộ chỉ cần khoa luận giáo phát hiện ra ý định tẩu thoát của bất kỳ ai đó, lập tức tổ chức sẽ cử gián điệp theo dõi. Tính đến nay, cũng nhiều ngôi sao đã tẩu thoát khỏi giáo phái, nhưng còn không ít thành viên cốt cán vẫn ở lại như Tom Cruise, John Travolta và Elizabeth Moss với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa sức ảnh hưởng của giáo phái này.